chương trình có một thử thách là với 100.000 đồng này, các anh sẽ mua hai sản phẩm. Hai 100.000 sao đủ? Hai 100.000 sao đủ? Và hai anh bắt buộc sẽ phải mua cái sản phẩm đó với giá 100.000 đồng. Trong giao vô tiệm là tí nữa là có người biết mình đó, thì mình sẽ giá dễ. Kéo là phải đeo vào, không có tiếng nhận là nó chấm á, nó là sắc lắm á. Thôi ra chút, chết. Mua hai này. Cái đó là nhiều cái chị? Cái màu xanh với cái màu cam. Cái đó đó hả? Cái đó là 4. 4.500. Uống được cái hay chị? Chị. Chào em. Em có tính hai cái mà em có 100.000. Em có 100.000. Chị bán được, phải hơn nữa. Giờ không còn đồng nào không túi luôn. Dạ, nói chị giúp đỡ. Bây giờ bây giờ em còn có 100 đúng không? Dạ. Thôi bây giờ còn có 100 thôi, bây giờ hai em hát cho chị nghe bài đi. Chị hát hay lắm. Vinh hát nữa nha. Chị bán giá rẻ lắm rồi đó, Vinh phải hát lại cho chị. Hai chị em hát, hai anh em hát bài của anh Vinh chị ơi. Tình yêu hoa gió. Ok. Vô đi anh, vô trước đây em theo. Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu rơi trước nhà. Nhớ ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ, nhớ một người mà yêu đã quá nhiều. Ước mong em được vui bên ấy, ước mong em sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay. Gió đông xa nỗi nhớ Hiếu sẽ tham gia cái thử thách là True or Dare. Yeah. Nếu mà Hiếu trả lời thì Hiếu phải trả lời thật. Không trả lời bỏ qua thì phải chấp nhận một thử thách của chương trình. Không trả lời đi rồi sẽ biết. Vợ của Hồ Văn Hiếu là ai? Thì vợ của em là Ivy Lê. Ivy Lê. Dạ. Yeah. Cưới vợ xong rồi ly dị rồi. Ok. Yeah. Giờ vẫn muốn cưới vợ mới. Hồ Văn Hiếu và người yêu. Người yêu hiện tại giờ đó anh. Giờ thì em không đâu biết đâu, người trong quá khứ. Người trong quá khứ hả? Trong quá khứ thì yêu ai nhất trong quá khứ? Yêu ai nhất hả? Thì mỗi người sẽ có một cái mối tình mà mình trải qua, mình học được những kinh nghiệm sống tình. Có thể ví dụ mình quen một người đầu tiên mình chưa được lãng mạn, khi chia tay rồi mình lại học được tính lãng mạn. Có thể mình vô tâm cái người thứ hai đi, khi mình chia tay mình sẽ học được cái tính là bớt vô tâm lại. Người thứ ba mình chưa sâu sắc, mình có thể học được cái tính sâu sắc. Thì ai nó cũng giống như nhau thôi. Và mình khi mà mình qua lại cái những cái mối tình đó thì mình sẽ được trưởng thành hơn và mình sẽ tốt hơn với những người phụ nữ sau này. Thì bây giờ Hiếu cảm thấy là Hiếu đã trang bị đầy đủ những cái không bao giờ đủ anh ạ. À, tại vì đối với để mà vừa lòng cho 100 với một người phụ nữ thì nó cũng hơi khó. Khó đúng không? Khó lắm. Đúng. Thay đổi vui một tí thì đi với một bạn nam. I believe I can play. Đúng rồi, là đang chán yêu phụ nữ rồi, tự nhiên một ngày ở đó mình sẽ công bố chồng mình chẳng hạn. Chồng mình chẳng hạn. Không có gì làm khó được Hiếu hết. Không có gì làm khó được. Giờ dùng như giờ đang có thử thách không? Hay không, em hỏi một câu thôi. Hỏi thử đi. Hỏi thử thiệt luôn, cái thử gì? Thật thiệt luôn. Thiệt luôn, anh dám trả lời không? Thì mình không trả lời thì mình đe được. Thôi. Rồi là anh chịu thử thách nha, giờ ngược lại đúng không? Nếu ủa gì kỳ vậy? Ủa? Thì đang thử nè, bây giờ nếu như anh không trả lời thì anh chịu thử thách nha. Ok, chơi. Ok, câu này em hỏi sẽ chậm lại để cho mọi người nghe và mọi người nghe câu trả lời của anh.
thì câu chuyện tình của anh với Thúy Ngân thì hai người có đang em biết mấy lần kia anh thật hay là không thật, và bây giờ em muốn thật tại vì cái thử thách là nó thật nè. Thật sự là cái vấn đề ở đây á là tại vì bản thân anh lựa chọn á là những cái chuyện mà nó liên quan tới cá nhân thì mình sẽ không có không trả lời giữ kín cho mình một tí đúng không? Đúng, mình chờ cho mình một cái khoảng không gian riêng. Thế là nhiều khi mình nghĩ chắc chắn hay gì đó thì mình công bố đúng không? Cũng không công bố luôn, thật sự luôn. Chẳng lẽ không công bố, đây là đám cưới rồi không công bố? Tại vì đúng không? Không, thật sự là nhiều khi người ta cũng buồn sao anh? Đúng không? Vậy là cuối cùng là anh chưa trả lời đó, anh chưa trả lời. Thì mình đã không trả lời, mình đã chấp nhận đe thôi. Đúng rồi đó, thì anh vậy rồi.